nghe vang danh sông núi hữu tình. Tay chạm đến tinh hoa nghệ thuật. Mắt ngắm nhìn tuyệt tác mẹ thiên nhiên. Tâm an lạc nơi bồng đài hướng Phật. Tam Chúc Hà Nam hướng về miền di sản. Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi bản tin thời sự tối của Đài Truyền hình Việt Nam. Bản tin thời sự tối nay thứ Bảy ngày 21 tháng 1, tức ngày 30 tháng Chạp năm Nhâm Dần sẽ có một số nội dung chính sau đây. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm chúc Tết cán bộ, y bác sĩ, nhân viên y tế, người bệnh tại một số bệnh viện ở Hà Nội. Cách đây đúng 50 năm, trước thềm xuân Quý Sửu 1973, toàn miền Bắc vui đón một cái Tết yên bình thực sự sau khi Hiệp định Paris được ký kết. Quân và dân huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa hân hoan chào đón Tết Nguyên đán Quý Mão. Vui xuân mới, nhưng quyết không để Tổ quốc bất ngờ từ hướng biển. Bà con Việt Kiều tại California, Mỹ rộn ràng mua sắm Tết. Trong năm đầu tiên, California ghi nhận Tết Nguyên đán là ngày lễ chính thức của bang. Kính thưa quý vị, hôm nay ngày 30 Tết,